Con, đây là hai mẫu hộp mà Hà Bưởi Ngon năm nay thiết kế để làm hộp bưởi quà tặng. Đây là hộp 6 quả, có hình dáng như thế này. Đây là logo Hà Bưởi Ngon, sạch từ tâm, nâng tầm giá trị Việt. Hà Bưởi Ngon sẽ giới thiệu cho bà con biết một chút về khẩu hiệu này. Sở dĩ Hà Bưởi Ngon chọn từ sạch từ tâm bởi vì riêng sản phẩm của Hà Bưởi Ngon bán ra thị trường đều được chăm sóc, hướng dẫn cho Hà Bưởi Ngon chia sẻ kinh nghiệm và giám sát. Thứ hai là được bao trái ngay từ nhỏ bằng túi bao trái chuyên dụng Hà Bưởi Ngon cung cấp. Thứ ba là từ nâng tầm giá trị Việt, thì từ xưa đến nay là hàng hoa quả của Việt Nam chưa được mấy quan tâm và cũng không có tiếng trên thị trường. Thì qua đây thì Hà Bưởi Ngon cũng gửi gắm một mong muốn và niềm tin mãnh liệt vào thương hiệu Việt cho Hà Bưởi Ngon cùng với bà con chung tay để xây dựng nên thương hiệu bưởi của Việt Nam ngon và có giá trị trên thị trường hoa quả thế giới. Bằng những chia sẻ kinh nghiệm và bằng những cây giống Hà Bưởi Ngon sản xuất ra, được chính tay Hà Bưởi Ngon chọn tặng ngắt ghép, cũng như sau khi bán cho bà con thì Hà Bưởi Ngon hướng dẫn rất kỹ bằng nhiều video và những chia sẻ kinh nghiệm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để nuôi cây và phát triển cùng cách cắt tỉa tạo tán. Đồng thời Hà Bưởi Ngon cũng giới thiệu cho bà con quy trình xây dựng một thương hiệu để sau này bà con cũng có thể tự xây dựng thương hiệu bằng những video của Hà Bưởi Ngon mà nhiều người đăng ký kênh YouTube Hà Bưởi Ngon trên mạng xã hội, thì bà con sẽ nắm rõ rất nhiều. Còn những bà con mà gọi điện cho Hà Bưởi Ngon thì Hà Bưởi Ngon rất là bận, sẽ không có thời gian trả lời điện thoại. Nhưng trên mạng xã hội thì Hà Bưởi Ngon có sẵn những video, bà con hỏi gì Hà Bưởi Ngon sẽ trả lời được đấy. Bằng những video, ví dụ như bà con hỏi về cách phòng trừ sâu bệnh theo từng thời vụ thì Hà Bưởi Ngon đều có những video chia sẻ theo từng thời vụ, hoặc là cắt tỉa tạo tán thời điểm nào và cây bao nhiêu tuổi thì Hà Bưởi Ngon đều làm sẵn video rồi, nên bà con rất dễ. Hoặc là làm đất trước khi trồng cây, tất cả đều có. Và bưởi thương hiệu như thế nào đạt thì Hà Bưởi Ngon cũng đều hướng dẫn cho bà con. Đây là hộp 6 quả. Còn đây là hộp Hà Bưởi Ngon làm quả biếu 3 quả như thế này. Thì bà con tưởng tượng là chúng ta khi chúng ta đem đến người thân, gia đình hoặc khách hàng mà chúng ta yêu mến, chúng ta tặng một hộp như này từ 3 quả đến 6 quả rất là đẹp và rất là lịch sự, sẽ hơn hẳn so với chúng ta mang một gói bánh, gói kẹo hay là một nhất là chai rượu thì Hà Bưởi Ngon nghĩ rằng các bà vợ sẽ không thích một tí nào. Bởi vì những ông chồng của chúng ta thường hay uống bia rượu về, bà vợ thường hay phải phàn nàn. Cho nên là trong nhiều năm Hà Bưởi Ngon xây dựng thương hiệu thì biếu bưởi như thế này là các bà vợ là thích nhất. Và ngay cả những nhà mà có giúp việc thì cái người mà phụ giúp việc trong gia đình người ta cũng rất là quý những người đi biếu. Bởi vì chính tay Hà Bưởi Ngon đã đi biếu rất nhiều người như thế, là ngay cả những cô giúp việc cũng rất là quý mến bởi vì ăn rất ngon. Đây là ba quả ở trong như này. Đây thì Hà Bưởi Ngon sẽ cho bà con xem, đây là ở trong như này, sẽ được dán tem đây rất là đẹp. Đây đây là tem thương hiệu Hà Bưởi Ngon như này. Thì đây là những quả bưởi mà chưa đến vụ thu hoạch, nhưng Hà Bưởi Ngon dùng để làm mẫu cho bà con hình dung cho dễ. Như thế này. Đây em có thể quay vào trong hộp như này, ba quả. Đây bà con sẽ hình dung ra là trong này ba quả như thế này. Đấy, bà con sẽ hình dung ra ở trong sẽ có ba quả như này. Sẽ không bị xước xát như này, rất là đẹp. Và khi chúng ta gặp lại chúng ta đi biếu này, ta xách lên như này thì rất là đẹp, chúng ta mang đến làm quả biếu.
Và ở trên đây thì có bài thơ do Hà Bưởi Ngon sáng tác, đó là các loại bưởi của Hà Nội. Hà Nội rất nhiều bưởi ngon, có bưởi Tôm Vàng đích thị diễn đây, tháng 8 khóc cả mọi nhà, tranh mua bằng được ấy là Quế Dương. Xa gần nhiều người mến thương, bưởi đường chín sớm nhớ thương trong lòng. Ăn nhiều lại nhớ bưởi Ngọc Minh Quê, Tôm Vàng rau muối, vị ngọt chẳng chê. Thời gian thu hái chính vào mùa thu, dù ai đi ngược về xuôi, đến mùa bưởi chín nhớ Hà Bưởi Ngon. Đấy là bốn giống bưởi mà Hà Bưởi Ngon sáng tác ra một bài thơ, để khi mọi người có thể ăn một loại bưởi trong cái hộp này thì sẽ nhớ đến ba loại bưởi còn chưa được ăn. Xin chào quý vị và con, xin cảm ơn quý vị và con đã theo dõi video clip của Hà Bưởi Ngon.